Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày 10 cho tới ngày 15 tháng 1. Các thông tin sẽ được cập nhật trong video clip này gồm: lãnh sự quán Mỹ và đại sứ quán Mỹ thông báo lịch nghỉ lễ Tết âm lịch. Thông tin thứ hai là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện du lịch và du học và các loại visa không định cư khác. Và thông tin thứ ba là lãnh sự quán Mỹ mở đặt hẹn bổ sung giấy xanh R2A cho các hồ sơ cần bổ sung thêm giấy tờ sau phỏng vấn. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin đầu tiên mà Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là lãnh sự quán Mỹ và đại sứ quán thông báo lịch nghỉ lễ Tết âm lịch. Thông báo này được đăng tải trên website ustravel.com, là website chuyên cung cấp các thông tin về nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ tại Việt Nam. Lãnh sự quán Mỹ và đại sứ quán Mỹ đưa ra thông báo về lịch nghỉ lễ Tết âm lịch và việc nhận hồ sơ gia hạn visa, cấp phát visa sẽ tạm ngừng vận chuyển trong các ngày nghỉ Tết. Theo như thông báo này, thì đối với đương đơn xin thị thực không định cư, bộ phận thị thực không định cư thuộc đại sứ quán tại Hà Nội và lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ thứ Hai là ngày 31 tháng 1 đến hết ngày thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022. Dịch vụ chuyển phát hộ chiếu và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thị thực tại các bưu cục được chỉ định, có nghĩa là bưu phẩm nhất tính, sẽ mở cửa đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2022. Nếu đơn xin thị thực của quý vị được xét duyệt, nhưng quý vị chưa nhận hộ chiếu trước ngày 29 tháng 1 năm 2022, bưu cục sẽ chuyển phát đến địa chỉ của quý vị sau Tết. Trước khi gửi hồ sơ vào cho đại sứ quán hoặc lãnh sự quán, vui lòng đảm bảo quý khách sẽ không cần dùng đến hộ chiếu trong suốt thời gian này. Trường hợp cần đi gấp, quý khách có thể cân nhắc xin lịch hẹn khẩn. Bộ phận thị thực không định cư sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022. Đối với đương đơn xin thị thực định cư, bộ phận thị thực định cư thuộc lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ thứ Hai, ngày 31 tháng 1 đến hết thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022. Các đương đơn xin thị thực định cư được yêu cầu bổ sung hồ sơ, không nên quay trở lại lãnh sự quán trong thời gian nghỉ Tết. Bộ phận thị thực định cư sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn xin thị thực đến hết ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, xin lưu ý việc chuyển phát thị thực đến quý vị có thể bị trì hoãn do văn phòng của chúng tôi đóng cửa nghỉ Tết. Nếu có kế hoạch khẩn cần đi gấp, vui lòng thông báo cho chúng tôi vào thời điểm quý vị đến phỏng vấn. Bộ phận thị thực định cư sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại vào ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022. Với thông báo này của Đại sứ quán và Lãnh sự quán, thì ngày nghỉ sẽ nghỉ vào ngày 31 ngày cuối cùng của tháng 1 và kéo dài hết một tuần đầu tiên của tháng 2. Nên nếu như cô chú và các anh chị chúng ta có cần bổ sung thêm các giấy tờ thông qua bưu phẩm nhất tính, thì bưu phẩm nhất tính họ cũng không có chuyển phát hồ sơ của cô chú và các anh chị, cũng như là họ không có nhận các bưu phẩm, các visa từ lãnh sự quán để chuyển phát cho cô chú và các anh chị trong tuần nghỉ Tết này. Nên nếu như chúng ta có kế hoạch, chúng ta cần bổ sung thêm các giấy tờ cho lãnh sự quán, chúng ta nên tránh tuần nghỉ lễ này. Chúng ta có thể tranh thủ bổ sung sớm hơn, hoặc là chờ qua sau Tết chúng ta hãy bổ sung cho lãnh sự quán. Thông tin về di trú thứ hai thì muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ hẹn phỏng vấn visa không định cư. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có cuộc hẹn phỏng vấn visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Theo cập nhật của Trung tâm visa NVC, thì tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội,
Visa loại B1, B2, du lịch, công tác. Cô chú và các anh chị cần chờ 84 ngày để có ngày hẹn phỏng vấn trống. Đối với visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thì chúng ta chỉ cần chờ 4 ngày là có ngày hẹn phỏng vấn trống. Còn các loại visa không định cư khác, ngày chờ là 17 ngày. Còn ở Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, visa loại B1, B2, du lịch và công tác, thời gian cần chờ là 225 ngày để có ngày hẹn phỏng vấn trống. Visa loại du học và trao đổi sinh viên thì ngày chờ là 77 ngày. Và các loại visa không định cư khác thì ngày chờ cũng là 77 ngày mới có ngày hẹn phỏng vấn trống. Và thông tin thứ ba thì muốn cập nhật với cô chú và các anh chị. Thì trong tuần qua, lãnh sự quán Mỹ đã có đợt mở đặt hẹn bổ sung hồ sơ với lãnh sự quán. Vào trưa ngày 11 tháng 1, khoảng 1 giờ 15 phút trưa giờ Việt Nam, lãnh sự quán đã có mở hệ thống đặt hẹn bổ sung giấy xanh R2A. Đây là lịch hẹn dành cho các hồ sơ đã phỏng vấn visa với lãnh sự quán và phải bổ sung thêm các giấy tờ để được lãnh sự quán xem xét cấp visa. Kỳ này thì lãnh sự quán mở đặt hẹn cho toàn tháng 2 năm 2022. Và chưa tới 10 phút thì toàn bộ lịch hẹn đã được đặt kín. Còn đối với lịch hẹn phỏng vấn cho các hồ sơ từng bị hủy lịch hẹn phỏng vấn trước đó và phỏng vấn diện K1, hôn phu hôn thê, thì lãnh sự quán vẫn chưa có đợt mở hẹn mới nào trong suốt tháng này. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.